đây mình tiếp tục đi quay cống với bạn xem nha các bạn. Bên đây phương tiện khá là đông nè. Phía đây gió lãi đông lắm các bạn. Trong quá trình di chuyển và quy định đón về ngày, các phương tiện tàu sắt, tàu gỗ cần ưu tiên cho những phương tiện lưu thông. Do đó các phương tiện tàu sắt, tàu gỗ sẽ tới gặp được mất đưa qua tiện mình di chuyển lên. Cũng như vậy, hôm nay cửa đóng rồi. Những chiếc ghe, những chiếc vỏ đang rất là tấp nập để mà chuẩn bị cho cuộc hành trình qua cống đây. Đây, cái cống nó đang được hạ xuống đây các bạn. Wow, ở đây nước khá là cao đây các bạn ơi. Nước nó đang được lùa về phía sau đây. Cái cành này cũng đang chuẩn bị cho đủ điều kiện. Do đó các phương tiện tàu sắt, tàu gỗ tuyệt đối không được phép điều khiển phương tiện mình di chuyển lên. Cái này trôi luôn rồi đây. Cống đảm bảo cho đủ điều kiện lưu thông. Qua đó các phương tiện lớn tuyệt đối không được phép đưa phương tiện mình di chuyển lên. Đây là nước đẩy mấy cái anh vô lại xuống cái này không? Nước trong ngoài là 0.5 m. Do đó đề nghị các phương tiện cho khách nhỏ và những phương tiện cho sẵn. Các phương tiện này cần cho bắt đầu nghe các bạn. Wow, cái này dàn xuống đây. Wow, đây rồi, đây rồi. Cũng như vậy, đội ngũ các phương tiện và các tàu gỗ và ô tô đi lối phương tiện cho các tàu sắt di chuyển vào bên trong nước. Ơi trời ơi, nó lắc quá trời lắc rồi đây các bạn ơi. Theo là những chiếc xà lan lên đây các bạn. Quá trời luôn, mấy ảnh ở đầu xuống đây rồi. Vâng, trở lại trong quá trình di chuyển vào khu vực cống, đề nghị các phương tiện cần di chuyển nối tiếp nhau. Đây, bây giờ giảm quá trời luôn rồi đây các bạn. Có tiền nữa ở đây. Không thể nghe chương trình chậm ơi. Đâu có biết tàu ở đây các bạn. Wow. Ê.
tổn nhanh và mau. Quá dữ luôn. Các phương tiện bao nhiêu phải chậm thôi. Cái hoài đồng lăn ra đây rồi bạn. Xe bên kia xe nó giữ là đây nó đang đụng nó mất luôn rồi. Wow, nó chạy mất nổi rồi bạn. Cái nhỏ nhỏ này anh muốn vô lên cũng không phải chuyện dễ đâu nghe các bạn. Wow. Ở đây ba chiếc nó va chạm nha, rất là dữ nè. Mình sẽ lấy góc rộng cho bạn xem toàn cảnh nha các bạn. Ở phía trên xa xa đây cũng đang đụng rất là dữ nè. Chiếc xe giữa nó lùi lại luôn rồi nè. Bỏ xuống đi vô. Wow, ra khói ra dữ nè. Ơi. Thấy coi trời. Rồi. Bây giờ ta luốc trong cái chậu luôn các bạn. Wow, anh tàu kéo.
đang cho cái phương tiện mình đi thẳng vô cống nha các bạn. Đừng rất là đã. Wow. Đây ảnh đang lập sự ngăn của cái anh sao bạn ở đây các bạn. Cái nào trước này chạy rất là dữ. Chứ là có cái chị gái đang tiếp anh tài công quan sát tình huống nha các bạn. Đây mình trở lại mình xem cái anh xe cuốc này. Ồ, anh xe này nằm rất là dữ. Trên đó, các bạn thì ảnh qua lại dưới cây nó bị cong luôn các bạn, lúc nào cũng phải đụng ở trên cầu ở trên. Wow. Trời ơi rất là hồi hộp nha các bạn, ảnh đang đưa cái cào lên xuống để anh tài xế. Các bạn vì những cái anh em mà qua không được cảm thấy rất là lo lắng đây.
đây mình động cái phương tiện xà lan của mình đang ghe xuống từ từ đây các bạn. Thì một ngày hôm nay nước đổ mạnh thì cho nên những cái phương tiện máy hơi yếu thì không có qua được nha các bạn. Đây mình đang ghe lại đây các bạn. Nếu như mà anh bắt chớn vô thì quá là khỏe. Đây các bạn, ổ mà anh ra chọc bị chốc một ít nước sơn đây các bạn. Các bạn thì khi một chiếc xà lan tiếp tục vô nữa đây, cái anh tài công này anh chạy rất là mạnh vô nha các bạn. Wow, wow, một cái rất là ngọt đây, quá đã luôn. Wow, rất là phê đây các bạn ơi. Sao mà sóng nó đánh đây các bạn.